Có lẽ niềm vui lớn nhất của tôi hôm nay là được đứng trên sân khấu này để chúc mừng sinh nhật các thành viên yêu thương của gia đình Tâm Sen. Xin chúc mọi người đón sinh nhật ngập tràn niềm vui, hạnh phúc đong đầy và viên mãn trong cuộc sống. Thưa các anh các chị, một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông. Tâm Sen có bốn kỳ sinh nhật, mỗi kỳ sinh nhật đều mang màu sắc riêng, hương vị riêng và tràn đầy kỷ niệm. Thưa các anh chị, kỳ sinh nhật này mang đến cho mọi người hương sắc rất đặc biệt, mang âm hưởng của mùa thu, mùa hoa sữa nồng nàn. Và tại mùa sinh nhật này của gia đình Tâm Sen càng nồng ấm hơn khi có nhiều hội viên sinh nhật trong năm nhất và vô cùng đặc biệt. Đó là có bốn anh nam, bốn bạn Tâm anh đấy nhỉ, bốn anh nam cùng mùa sinh nhật này thật đáng quý và hiếm có, phải không ạ? Trong đó có hai hạng nhảy là hai đôi anh chị Đức Lan và đôi anh chị Hương Hương, là hai cặp đôi cùng chung một nhà và cùng chung niềm đam mê hiếu vũ. Xin được chúc mừng, đúng là niềm vui nhân đôi. Và hôm nay tôi cũng rất vui khi lần đầu tiên được chúc mừng sinh nhật bạn thơ của tôi, anh Phạm Kiên, người bạn đồng hành tích của đam mê cùng tôi trong những năm tháng qua, trong không khí ấm áp của ngôi nhà chung Tâm Sen. Và một lần nữa xin chúc mừng anh chiến thắng. Một người nhiệt huyết nhất trong câu lạc bộ, chúc mừng chị Khôi, người cao tuổi nhất, cùng chị Hảo và tất cả các em xinh đẹp của câu lạc bộ Tâm Sen. Thay mặt cho câu lạc bộ, tôi xin cảm ơn các anh đã đồng hành và tiếp lửa đam mê cho chị em Tâm Sen. Cảm ơn tất cả các anh các chị. Tâm Sen giờ đây đã trở thành một ngôi nhà chung mang bản sắc riêng, luôn đam mê cháy bỏng và cống hiến hết mình. Xin được chúc mừng sinh nhật các anh chị. Đến sự